Ồ, bữa nay mọi người ai cũng có màu sắc riêng hết ta. Có gì mới không à? Sao không có MC mới? Thế mọi người nói một câu lại mở lời chào với MC mới chứ trời. Dạ anh MC anh phải khai thác tụi em đó. Em không nói là tại vì nãy anh Lâm ở dưới, anh Lâm nói là không có được tương tác với anh. Sao vậy? Đây, để em kể câu chuyện đó cho nghe. Sao? Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, thật sự trong nghề của chúng tôi, anh em là thường sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chúng tôi thường có một nhân vật thường xuyên muốn đá chén cơm của những người khác. Đó chính là khi mà MC vừa bước ra tôi ở trong tôi lẩm nhẩm. Đúng vậy. Đi na nha, cà dấp. Ấy vậy mà lời nói của tôi gửi lên vũ trụ và vũ trụ đã đáp lại. Thế là MC đã cà dấp 4 lần. Và chương trình được sự thực hiện của Đài Hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp đây. Lại không à? Bị nhìn lộn máy rồi. Lại nè. Lại luôn đi. Lại à. Cà dấp 4 lần. Trời ơi, 5 lần. Hay thiệt.